phần, một phần bachata và một phần tango. Phần bachata gồm 32 bước đếm và phần tango cũng 32 bước đếm. Chúng ta tập luôn nhé. Trước hết phần bachata là chúng ta đi bốn hướng. Tư thế tay này. Tay phải chúng ta buông góc nhá, tay trái chúng ta từ lần trước như thế này. Đấy, đây là tư thế của bachata. Chúng ta đi. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu 2 này chúng ta tiến 4 bước này. 1 2 3 4, đó là tay chúng ta đưa từ dưới lên trên 4 nhịp. 5 6 7 8 chúng ta lùi chân trái để quay một vòng này. Là tay chúng ta xuống dưới. 5 6 7 8. Câu 2. Câu thứ 3 chúng ta lùi tiếp 4 nhịp này. 1 2 3 4. Sau đó chúng ta chuyển bên trái. 5 6 7 8. Câu thứ 4 chúng ta lại đi ngang. 4 2 3 4 5 6 7 8 là chúng ta vẽ này. 5 6 7 8 là chúng ta đổi chân là chuyển trọng tâm chân trái nhé. Mình đi lại. Hướng đầu tiên. 1 2 3 4 5 6 7 8. Câu thứ 2. 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu thứ 3. 3 2 3 4 chuyển hướng. 5 6 7 8. Câu thứ 4 đi ngang. 4 2 3 4 vẽ này. 5 6 7 8 là chuyển trọng tâm chân trái để đi chân phải. Hướng thứ 2. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 chuyển hướng tiếp. 5 6 7 8. 4 2 3 4 vẽ 5 6 7 8. Hướng thứ 3. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Hướng thứ 4. 1 2 3 4 5 6 7 8. 2 2 3 4 5 6 7 8. 3 2 3 4 5 6 7 8. 4 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta đi bốn hướng bachata là chúng ta chuyển tango luôn. Tango như sau. Chúng ta xếp tay nhé. Đi này, bước chéo. 1 2 3 gõ 4 là chúng ta chuyển hướng 9 độ này. Nào, 1 2 3 4. Sau đó chúng ta tiến trên trái. 5 6 7 gõ 8. Câu 2. 2 2 3 và 4 mà chúng ta lại đổi chân đấy. 5 6 7 và 8. Câu 3. Giống chuyển hướng giống câu 1, đó là chuyển hướng 9 độ về hướng bên phải này. 3 2 3 gõ 4. Tiến trên trái. 5 6 7 gõ 8. Tiến trên phải. 4 2 3 gõ 4. Lùi trên trái về. 5. Sau đó ta xoay lại sau. 6 7 gõ 8. Đấy là bốn câu của tango. Và tango
6, 7, 8, 2, 2, 3 và 4, 5, 6, 7 và 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau khi đi 2 lần tango thì chúng ta đi 2 lần bachata. 2 lần bachata thì chúng ta đi 2 hướng, không đi 4 hướng như lần 1 nữa. Đó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4. Ta xoay nửa vòng luôn. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và đi hướng thứ 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4. Đổi hướng luôn. 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi 2 lần bachata, 2 hướng như vậy. Và chúng ta chuyển 2 lần tango nữa. 2 lần tango xong quay lại 2 lần bachata nữa là chúng ta kết bài. Phần kết như sau. Ở bachata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta còn 7 hướng nữa. 2, 2, 3, 4. Ta xoay 3 nhịp này. 5, 6. Lùi chân trái xuống. 7. Hết bài.